Ngày thứ 35, nhận thức cuộc khổ nạn của Chúa. Bạn có hiểu cuộc khổ nạn của Chúa không? Bạn có nhận thức được những nỗi đau khổ của Chúa trong tâm hồn bạn không? Trước hết, đây có thể là điều chẳng đáng mong muốn, nhưng nhận thức những đau khổ và cuộc thương khó của Chúa là một ân sủng lớn lao. Khi nhận thức được nỗi đau khổ của Chúa, chúng ta cũng sẽ đối diện với chính thân phận của mình. Chúng ta phải sống những đau khổ của người. Khi làm như vậy, chúng ta bắt đầu khám phá ra rằng nỗi đau khổ của Chúa Giê-xu không gì khác hơn chính là tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Và chúng ta thấy rằng chính tình yêu trong tâm hồn Đức Giê-xu, tình yêu chịu đựng mọi đau khổ, giúp chúng ta cũng có khả năng chịu đựng được mọi đau khổ trong tình yêu. Tình yêu chịu đựng tất cả, chinh phục tất cả. Hãy để cho tình yêu thánh thiện và thanh khiết này thiêu đốt bạn. Nhờ đó bạn cũng có thể chịu được trong yêu thương bất cứ điều gì bạn gặp trong cuộc sống. Hôm nay bạn hãy ngắm nhìn thánh giá, hãy ngắm nhìn hy lễ trọn hảo của tình yêu. Hãy suy ngẫm mầu nhiệm tình yêu vĩ đại này trong đau khổ và tình yêu trong hy sinh. Hãy hiểu, đón nhận, yêu mến và sống mầu nhiệm ấy. Lạy Chúa, thập giá Chúa là mẫu gương trọn hảo của tình yêu hy hiến. Đó là dạng thức tình yêu thuần khiết cao nhất và cao cả nhất từng được biết đến. Xin giúp con hiểu và đón nhận tình yêu này vào trái tim con. Và khi con chấp nhận tình yêu hy hiến hoàn hảo của Chúa, xin giúp con sống tình yêu Chúa trong mọi việc con làm cũng như trong mọi sự con là. Lạy Chúa Giê-xu, con tín thác vào Chúa. Lòng thương xót Chúa đỡ nâng con khi đời yếu hèn. Lòng thương xót Chúa chở che con qua từng lối con về. Khi đam mê con vụng về xa Chúa, khi gian nan con tìm nương bóng Ngài. Lòng thương xót Chúa bao la vượt biển xa. Chúa đã yêu con khi con cứ mãi làm ngơ. Tình Chúa yêu con cho dù con đây hững hờ, thì lòng thương xót Chúa vẫn luôn theo bước đời con. Thì lòng thương xót Chúa